Kính chào quý vị khán giả của kênh Bóng Đá và Đời Sống. Tôi đang có mặt tại Trung tâm Đào tạo Bóng Đá Trẻ Việt Nam. Ngày hôm nay là buổi tập thứ 2 của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho những trận đấu tại đợt FIFA Day tháng 6 sắp tới. Và trước khi bước đến buổi tập thứ 2 với những thông tin chi tiết, chúng ta hãy cùng theo dõi một chút và hãy cùng review cùng tôi về cái mặt sân Myanmar, nơi mà đội tuyển Việt Nam sẽ tập trong những ngày tới trước khi bước vào trận đấu gặp đội tuyển Philippines vào ngày 6 tháng 6 nhé. Thì đây là một mặt sân tôi thấy là nó tương đối là đẹp. Phải nói là đẹp nhất trong các sân cỏ tự nhiên tại Trung tâm Đào tạo Bóng Đá Trẻ Việt Nam. Các bạn có thể thấy đây là một sân đấu với tiêu chuẩn FIFA. Và đây các bạn có thể thấy mặt cỏ rất là mềm, cỏ cũng không quá dài và cực kỳ êm luôn. Phải nói là thực sự là như là đang đi trên một chiếc giường vậy. Thực sự rất là êm, cực kỳ êm luôn. Phải nói là đây một cái sân cỏ như thế này để cao thủ có thể tập luyện thì đúng là hết nước chấm. Thực sự hết nước chấm luôn. Không khác gì một sân đấu ở châu Âu cả. Tôi đánh giá thế. Tôi thử chạy một phát xem thế nào. Rất êm thưa quý vị. Phải nói là đây chắc chắn sẽ là một điều kiện tập luyện lý tưởng cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik để hướng tới hai trận đấu tại vòng loại thứ 2 của World Cup 2026 khu vực châu Á gặp Philippines và Iraq. Và ngày hôm nay thì buổi tập thứ 2 là một điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn so với ngày thi đấu. À, ngày tập luyện thứ nhất khi mà chúng ta thấy là trời có nắng và thậm chí gió rất to. Không ngoại trừ khả năng là khoảng 30 phút nữa khi mà buổi tập bắt đầu thì trời sẽ có mưa. Nhưng hy vọng trộm vía là sẽ không có một cơn mưa nào ở đây. Vâng, trộm vía thì trời không có mưa, trời vẫn nắng và thời tiết có gió giống như những gì mà các bạn đã có thể thấy trong thời điểm tôi dẫn đầu video này. Đây là các trợ lý đến sớm để chuẩn bị những dụng cụ cho đội tuyển. Ngày hôm nay thì trợ lý được coi là cánh tay phải của huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông Choi Won-kwon cũng đã đến sớm cùng với hai trợ lý người Việt Nam, đó là ông Lưu Danh Minh và ông Lê Đức Tuấn. Còn đây là huấn luyện viên thủ môn Ngô Việt Trung và các trợ lý khác. Đây là những dụng cụ để phục vụ cho việc tập luyện của các thủ môn. Có hai chiếc phao khá là to. Nhiều khả năng đây sẽ là bài các thủ môn chạy ra đấm bóng và tranh chấp cùng với những chiếc phao này. Đây là những người hùng thầm lặng thì luôn xuất hiện trước mỗi buổi tập của đội tuyển để chuẩn bị dụng cụ. Và xe đội tuyển đã đến rồi. Vẫn là chiếc xe quen thuộc giống như ngày đầu tiên ngày hôm qua, ngày 1 tháng 6. Vâng, chiếc xe đến và chúng ta cùng theo dõi xem. Huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn sẽ là người đi thứ hai sau trợ lý Đỗ Anh Văn. Ngày hôm qua thì cầu thủ đầu tiên xuống xe đó là thủ môn Nguyễn Philip, người đi cuối cùng là thủ môn Đặng Văn Lâm. Hai chốt chặn cao lớn của đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm nay thì người đi đầu tiên là Đỗ Hùng Dũng, tiếp theo mới là Nguyễn Philip, Khuất Văn Khang, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn, Đỗ Duy Mạnh, Vũ Văn Thanh, Quan Văn Chuẩn, Trần Ngọc Sơn, Phạm Xuân Mạnh, Tô Văn Vũ, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Bình. Như vậy đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay thì vẫn tiếp tục sử dụng bộ trang phục tập màu hồng. Các thủ môn thì vẫn là bộ trang phục màu vàng. Tuấn Hải, Văn Lâm, Văn Trường, Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Thái Sơn, Đức Chiến, Đinh Thanh Bình, Hồ Tấn Tài, vẫn chưa hết, Bùi Tiến Dũng. Và khả năng là hết rồi, Dũng Tư là người đi cuối cùng. Như thường lệ ở đầu mỗi buổi tập thì huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ động viên và nhắc nhở các học trò. Theo quan sát và cảm nhận của chúng tôi thì ở trong buổi tập thứ hai này tâm lý của các cầu thủ đã thoải mái hơn. Đây chúng ta có thể thấy là nụ cười là điều hiện hữu trên nhiều gương mặt như của Hoàng Đức, Văn Toàn, Thanh Bình, Đức Chiến, Hùng Dũng. Chúng ta có thể thấy là Văn Toàn bây giờ vẫn còn chưa thể ngừng cười được. Cần phải có một không khí như thế này. Vẫn là một bài chia 4 nhóm. Mỗi nhóm 6 cầu thủ để các cầu thủ áo hồng có thể làm nóng cơ thể trước khi bước vào những bài tập với cường độ cao hơn. Buổi tập ngày hôm qua mùng 1 tháng 6 thì ban huấn luyện chỉ cho các cầu thủ tập nhẹ khi mà nhiều người cũng vừa kết thúc việc thi đấu cho câu lạc bộ ở vòng 22 V-League 2023-2024. Ngày hôm nay chắc chắn là cường độ tập luyện sẽ nặng hơn rồi. Tất cả sẽ chạy
qua mắc cơ và hướng về trung tâm. Tiến Linh là một trong số tiền đạo có lẽ sẽ được người hâm mộ kỳ vọng nhất về việc tìm lại ánh hào quang cho bóng đá Việt Nam. Còn đây là bộ đôi Quang Hải Tuấn Anh, một đôi bạn rất thân với nhau. Ngày hôm qua thì họ đã không cùng nhóm ở bài khởi động đầu tiên và cũng đã có một chút những hành động gọi là hơi lưu luyến một chút. Bên này thì có cặp đôi Bùi Tiến Dũng và Đức Chiến. Từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay thì bộ đôi này vẫn đều đứng khởi động với nhau, sát nhau luôn. Không rõ là liệu từ những cái bài khởi động này có chia ra thành các nhóm cầu thủ để vụ cho yếu tố chiến thuật hay không. Ví dụ như Đức Chiến sẽ đá tiền vệ mỏ neo, trong khi đó Bùi Tiến Dũng đá trung vệ. Bên này có tân binh, chính xác là cầu thủ trẻ Trần Ngọc Sơn, cầu thủ thuộc biên chế Thép Xanh Nam Định. Theo quan sát của tôi thì Ngọc Sơn cũng tương đối là bẽn lẽn và chưa có được một sự hòa nhập tốt với những người đàn anh. Và với những cầu thủ trẻ như kiểu Ngọc Sơn hay thậm chí là Đinh Thanh Bình thì cần những sự dìu dắt đến từ các cầu thủ như là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Toàn hay vị trí của Hoàng Đức. Nhóm này còn có Thái Sơn nữa. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đang trao đổi với ông Choi Won-kwon. Có lẽ là trao đổi về yếu tố chiến thuật. Huấn luyện viên Kim thì cũng đang khởi động. Ông đang ép dọc. Một giao diện y hệt ngày hôm qua. Nguyễn Y Vân vẫn y nguyên chiếc mũ với quốc kỳ Việt Nam. Còn đây là một bài tập quen thuộc của tổ thủ môn. Bài tập mà các thủ môn sẽ phân phối bóng bằng chân sang bên trái, sang bên phải và vào trung lộ. Điều này chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán rằng lối chơi của đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu ngay từ những thủ môn. Bóng sẽ phát triển từ phía dưới, từ ngay vòng cấm của đội nhà. Yêu cầu các thủ môn phải có khả năng chơi chân tốt. Và để đánh giá theo cá nhân của tôi thì Philip Nguyễn chính là thủ môn có khả năng chơi chân tốt nhất. Đây là trợ lý thể lực Cedric Roger. Các học trò chưa hiểu về ý đồ của thầy. Và chúng ta thấy là ông Cedric Roger cũng đã có đủ quãng thời gian ở Việt Nam. Và thậm chí vừa rồi ông còn nói tiếng Việt với các cầu thủ. Tôi nghe không nhầm thì là nhìn thầy. Khi mình đã hiểu bài tập rồi thì các cầu thủ cũng hòa nhập rất nhanh. Các cầu thủ sẽ chạy vào giữa. Sau đó thì trợ lý Cedric sẽ hô trái hoặc phải. Các cầu thủ phải chạy theo hướng đó. Bài khởi động tiếp theo là đá ma, giống như ngày hôm qua. Chia thành 3 nhóm. Nhóm này có Hồ Tấn Tài, có Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Đức, Vũ Văn Thanh, Tô Văn Vũ và Nguyễn Đức Chiến. Còn nhóm này thì có Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thái Sơn, Trần Ngọc Sơn, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Trường. Và có thêm cả trợ lý huấn luyện viên ông Choi Won-kwon nữa. Hình ảnh mà chúng ta nhớ đến bộ đôi huấn luyện viên Park Hang-seo và Lee Jong-jin. Sự gần gũi phải nói là cần thiết. Và chúng ta cảm thấy thích thú khi mà thấy được hình ảnh như thế này. Việt Anh và trợ lý Choi đang có những sự trao đổi với nhau, ai sẽ là ma đây. Rất vui vẻ. Đây là một tín hiệu cực kỳ tích cực cho bóng đá Việt Nam. Ái chà, vâng, trợ lý Choi vừa rồi đã innova với Bùi Hoàng Việt Anh. Có lẽ là ông Choi và Bùi Hoàng Việt Anh thì vào làm ma cùng nhau và vừa rồi thì sẽ đổi một người ra. Ông Choi quyết định là để Bùi Hoàng Việt Anh ra ngoài, còn ông thì tiếp tục làm ma. Nhóm bên này thì có Tiến Linh, Duy Mạnh, huấn luyện viên Kim Sang-sik. Và Tuấn Anh thì vừa làm ma cùng với Văn Toàn. Tiến Linh đã xỏ háng được Tuấn Anh. Tiền đạo của Bình Dương đã tỏ ra cực kỳ khoái chí, anh đến và ôm Tuấn Anh. Trong khi mà chúng ta đang focus vào Tuấn Anh và Tiến Linh thì ở phía ngoài huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đã cười rất khoái chí. Rõ ràng thì với những cầu thủ phong trào thôi, việc xỏ háng hay nói vui là xin ba chục của đối phương cũng đã là một điều quá thích thú rồi. Không nói đến những cầu thủ chuyên nghiệp. Tình huống phải nói là rất hài hước. Tổ này còn có thêm cả Quang Hải và cả Bùi Vĩ Hào. Quay trở lại với các anh em tổ gôn thì Đình Triệu đang bước vào bài tập với cường độ cao hơn. Anh sẽ liên tục có những tình huống bật bóng bổng và sau đó là bóng sệt.
Ở set tập đầu tiên này thì Đình Triệu không thể hiện quá tốt. Làm lại một lần nữa nào. Lần này thì đã tốt hơn một chút rồi, nhưng cũng chưa thực sự là quá hoàn hảo. Quan Văn Chuẩn cũng đã động viên Đình Triệu. Chúng ta có thể ngầm hiểu rằng xuất thủ môn thứ 3 của đội tuyển Việt Nam trong danh sách đăng ký 23 cầu thủ chính thức là cuộc cạnh tranh ngầm giữa Đình Triệu và Quan Văn Chuẩn. Thì gần như là Đặng Văn Lâm và Nguyễn Philip sẽ chiếm chắc chắn hai suất rồi. Họ sẽ cạnh tranh suất bắt chính. Quan Văn Chuẩn cũng là một thủ môn trẻ, tài năng. Trong khi đó thì với Văn Lâm cùng Nguyễn Philip họ có kinh nghiệm. Đình Triệu cũng vậy. Và ở trong ngày hôm nay thì Văn Toàn là người trả lời phỏng vấn trước buổi tập. Chúng ta hãy cùng theo dõi xem cầu thủ người Hải Dương nói gì và chia sẻ những gì về cảm xúc cá nhân. Sau buổi tập đầu tiên thì Toàn có cảm nhận nào về bầu không khí của đội tuyển Việt Nam với đội Kim Sang? Tất nhiên thì mới một huấn luyện viên mới thì Hà Nội không khí lúc đầu em cũng cảm thấy cũng có nơi chút là ngại ngùng vì cũng chưa quen, nhưng mà không khí buổi tập ngày hôm qua thì đến cuối buổi tập thì đội nó đã dần quen với chiến lược của huấn luyện viên, quen không khí của huấn luyện viên tạo ra và anh em cũng đang rất là vui vẻ. Cái chiến lược của huấn luyện viên thì em có thấy là nó mới hoàn toàn không, hay là nó giống những gì mà em đã từng trải qua trong quá khứ? Tất nhiên thì việc cũng chưa làm việc với huấn luyện viên kỳ sở xích nhiều, đây là vì cũng chưa hiểu được tất cả mọi thứ được, nhưng mà em nghĩ là em cũng đã từng xem huấn luyện viên kiến thức huấn luyện và em thấy cũng không có khác biệt nhiều. Huấn luyện viên cũng có những cái điểm mới và sẽ tạo ra luồng không khí mới cho đội tuyển. Tiếp xúc với huấn luyện viên Kim Trung Sích thì em cảm nhận ông là người như nào? Thì đối với em thì em nghĩ ông Kim Trung Sích là một người rất là gần gũi. Ông ấy đang cố gắng hòa nhập với tất cả anh em cầu thủ và cố gắng tạo cho mọi người một không khí thoải mái nhất có thể. Lần này thì Toàn cũng phải cạnh tranh vị trí với các tiền đạo khác ấy. Thì cái sự cạnh tranh vị trí Toàn đánh giá như nào? Tất nhiên thì việc cạnh tranh vị trí của các đội tuyển là luôn rất là cao vì là tất cả mọi người lên đội tuyển đều có một cố gắng quyết tâm để đạt được vị trí thi đấu chính thức đã từ trước đến nay rồi, nên là cái việc cạnh tranh vị trí thì đối với em thì cũng như trước thôi, tất cả đều phải cố gắng vì mục tiêu chung là đạt thành tích tốt của các đội tuyển. Philippines có khá là nhiều sự thay đổi về nhân sự, không biết là đội của mình đã nghiên cứu gì chưa về đối thủ này? Thật sự thì em cũng nghe được nhiều thông tin là Philippines thay đổi về nhân sự, có nhiều cầu thủ nhập tịch. Nhưng mà hiện tại thì đây là quá trình chuyển giao của các đội tuyển. Thì thay vì tập trung về những đối thủ thì hiện tại mình sẽ làm cho bản thân mình tốt nhất có thể để làm quen được với triết lý mới của huấn luyện viên. Thì đó, em nghĩ điều đó là điều tốt nhất. Bên phía dưới có ai hỏi không? Thì tất nhiên là mục tiêu thì như huấn luyện viên Kim cũng nói thì mục tiêu hai trận đấu tới thì tất cả các cầu thủ vào thi đấu thì nên nghĩ đến chiến thắng, thì toàn đội sẽ cố gắng để giành chiến thắng vì cũng đã rất lâu rồi đội tuyển cũng chưa giành chiến thắng, nên là em ở những trận đấu sắp tới sẽ cố gắng thi đấu tốt để giành chiến thắng. Hai người bạn của Toàn là Hải Quế và Công Phượng thì không có mặt ở tập trung này, em có thấy buồn không, đặc biệt là Kim cũng có đối tác Công Phượng? Thì tất nhiên thì việc không tập trung những cầu thủ mà đã quen thuộc với mình thì điều đó em nghĩ là cũng điều xảy ra bình thường trong tất cả các đợt tập trung, tại vì khoảng thời gian này thì có cầu thủ có phong độ tốt hay những cầu thủ phong độ không tốt thì không được tập trung, điều đó là điều bình thường. Vì em nghĩ là vui hay buồn thì em cũng không để ý quá nhiều vì dù sao lên tập trung đội tuyển cũng thời gian này rất là ngắn ngày và em tập trung cũng cố gắng để tất cả mọi người đều cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, nên là việc cảm xúc cá nhân thì em nghĩ là không để quá nhiều vào trong đó. Các cậu hỏi câu cuối đi. Trong từ nay đến trận Philippines cần có mấy ngày thôi thì theo Toàn việc ít thời gian như thế thì liệu có đủ tạo ra cái sự thay đổi nào trong đấu chơi không, hay chúng ta chủ yếu thay đổi về tinh thần trận đấu trước? Thì chắc là cái câu hỏi này thì thật ra thì như mọi người cũng biết thôi, thời gian quá ngắn thì không thể nào mà huấn luyện viên mới có thể thay đổi một cách nhanh gọn về chiến lý được, nên đoàn đội sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất, đạt được để tinh thần tốt nhất. Em nghĩ là đối quan trọng bây giờ là tinh thần của đội tuyển,
Tại vì sau những trận đấu không tốt vừa qua thì tinh thần đội tuyển cũng sẽ ảnh hưởng một phần. Và hy vọng là mọi người sẽ thay đổi tinh thần và để thi đấu một trận tốt nhất, dù sao cũng phải cần chiến thắng để lấy lại niềm tin của bản thân với cả niềm tin của người hâm mộ. Và trên đây cũng là những hình ảnh mới nhất, cập nhật nhất và đáng chú ý nhất trong buổi tập ngày 2 tháng 6 của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho các trận đấu gặp Philippines và Iraq. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên subscribe kênh Bóng Đá và Đời Sống để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.